hưởng ứng chương trình kích cầu du lịch người Việt Nam đi du lịch Việt Nam của Tổng cục du lịch, sáng nay Sở Du lịch thành phố Đà Nẵng đã tổ chức chương trình kích cầu du lịch năm 2020 để quảng bá điểm đến Đà Nẵng an toàn, thân thiện và hấp dẫn. Chương trình có chủ đề Đà Nẵng tri ân, Đà Nẵng Thank You 2020 diễn ra từ tháng 5 đến tháng 12 năm 2020 với các sản phẩm dịch vụ ưu đãi hấp dẫn, chất lượng nhằm mang lại nhiều dịch vụ hơn tới du khách. Đến nay chương trình đã thu hút được hơn 150 doanh nghiệp của thành phố tham gia với mục tiêu giảm giá sốc, dịch vụ chuẩn, chất lượng cao.